I have the vision to see what others cannot. The monsters of today will be the heroes of tomorrow. And by my hand will Noxus rise once more. Ok, xin chào mọi người đã đến với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách mod cái khung ở cái ẩn trong xếp hạng như này. Đấy, ẩn hiện tại mình đã mod rồi. Để làm được như vậy, các bạn hãy làm theo mình nhé. Bắt đầu. Đầu tiên các bạn nên check file, tải ứng dụng ES file cho tập tin. Rồi chúng ta mở ứng dụng lên. Chúng ta vào bộ nhớ điện thoại, chọn Android Data, chọn thư mục com.rana.rem.krvn. Đừng có chọn krvn test nha. Đấy, chọn cái đó, chọn file. Rồi chọn CDN in RAM. Ở đây các bạn tìm cái FB12B9D. Ở đây có 2 cái FB là Facebook ấy. Các bạn có tưởng tượng thế không? Rồi các bạn đổi tên. Rồi copy cái tên đó. Rồi xóa cái file đi. Xóa đi. Rồi các bạn tải, rồi các bạn tải ảnh về, rồi đổi tên ảnh, rồi các bạn tải về, rồi các bạn đổi tên ảnh, xóa hết tất cả đuôi, tất cả tên luôn, rồi dán cái tên kia vào, rồi các bạn copy cả nó hoặc di chuyển được vào thư mục liên quan ở trong Android. Android này, data này, com.rana.rem.krvn.file, chọn CDN in RAM, dán. Rồi thành công. Rồi mình cũng vào RAM test thử nào. Đây và đó ạ. Đấy, chúng ta sẽ được một bức ảnh như thế này. Nếu các bạn thấy hay đừng quên like video và đăng kênh của mình nhé. Chia sẻ cho anh em.